Hôm nay cơ quan tư vấn cho khá nhiều anh chị em à, mà anh chị em nào mà được cơ quan tư vấn nhớ vô comment nữa nha. Thì ở đây là cơ quan sẽ thấy một cái điều như thế này nè, có nhiều chị em chúng ta đã đi làm cái hàng lông mày rồi, đã được ở các đơn vị người ta làm phun hay là thêu gì rồi, nhưng mà khi cơ quan tư vấn á, thì các bạn đã nói phản hồi với cơ quan đó là cơ quan tư vấn rất là chính xác. Thì ở đây á, là cơ quan thấy có cả nhà của chúng ta mắc một cái lỗi như sau nè. Một cái lỗi trong nhận thức học á, là lông mày là biểu thị cho cung huynh đệ, và lông mày là nó biểu thị cho tính cách. Huynh là anh mà đệ là em, có nghĩa là mối quan hệ anh em trong nhà và mối quan hệ giữa mình với bên ngoài. Lông mày là biểu thị cho tính cách, có nghĩa là tính cách. Vậy thì tính cách của mình á, là nó sẽ tạo ra số phận cho mình, cho nên cái số phận của mình á, nó sẽ ảnh hưởng bởi cái tính cách của mình. Còn cái mối quan hệ á, là nó sẽ sinh ra tiền tệ, cho nên mình muốn có tiền tệ thì phải có cái mối quan hệ thật là tốt đẹp. Chính vì vậy cái hàng lông mày nó rất là quan trọng, nó sẽ tác động đến cái con cuộc đời của chúng ta rất là nhiều. Vậy thì cả nhà của chúng ta đã bị một cái, khi mà làm lông mày là cũng bị một cái lỗi như thế này nè. Cô An sẽ phân tích cho anh chị xem nha. Trên một hàng lông mày á, nó sẽ chia ra thành hai tính cách nè. Cái đoạn đầu lông mày là mình lấy áng chừng đây nè, đầu lông mày, từ đầu lông mày cho đến ngang đây thì nó nói cho chúng ta biết đó là tính cách của chúng ta xây dựng các mối quan hệ với bên ngoài. À, là tính cách của mình á. Từ giữa lông mày đây cho đến đuôi lông mày đây thì nó nói cho chúng ta biết được rằng đó là cái thái độ của những người khác, người ta sẽ nhìn mình như thế nào và người ta sẽ đối xử của mình như ra sao và xây dựng cái mối quan hệ của mình như thế nào. Đó. Vậy thì cái lỗi của anh của chúng ta đó là đầu lông mày, chúng ta đều bị cái lỗi đầu lông mày nè, đó là cái nó thể hiện lên cái tính cách của mình nè. Lỗi chỗ nào cô Quang? Bị ba lỗi. Lỗi thứ nhất á là ở đầu lông mày này có rất là nhiều cọng dựng 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 lên. Đó. Nhiều cọng mà dựng đứng lên á thì nó sẽ sinh ra cái tính cách của con người chúng ta là hay nóng giận thất thường. Đó. Nó sinh ra cái tính con người của chúng ta là khó kiểm soát cảm xúc và nó sinh ra con người tính chúng ta đó là cái tính gọi là tính nóng. Thẳng tính. Mà anh chị biết rồi, ông bà ta nói nè, giận quá thì mất khôn. Khi mà cái cơn nóng giận mà nó lên á thì cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ bị lu mờ. Cho nên trong những cái lúc đó thì nhiều khi á mình khó kiểm soát được cảm xúc á, nên là mình đã vô tình nói ra những cái lời đúng lý là không đáng nói. Mình đã có những cái hành động đúng lý là không nên, mà lời nói đã nói ra rồi làm sao lấy lại được, hành động đã làm rồi làm sao lấy lại được. Và chính cái đó nó sẽ làm giảm trừ phước báu cho chính chúng ta, đồng thời chính những lúc đó nó sẽ làm rạn nứt các mối quan hệ, cho nên nó không hề tốt cho chúng ta chút nào, đúng không? Đó. Mà nó gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Cái thứ hai, cái lỗi thứ hai á là đầu lông mày của chúng ta rớt xuống vô cung điền trạch, phạm vô cung điền trạch. Điền là đất mà trạch là nhà. Mình đi nhà mới á, là mình về nhà mới là mình nhập trạch á, có nghĩa là mình về nhà mới đó. Như vậy là cái khu vực cái chỗ này nó nói cho chúng ta biết được đó chính là đất đai nhà cửa. Như vậy thì đất đai nhà cửa mà nếu như cái đầu lông mày mà nó phạm vô đây á thì nó sẽ sinh ra đất đai nhà của chúng ta lần lần nó sẽ bị ít dần lại, nó bị hao mòn. Cô An tư vấn cho một cặp vợ chồng ở Lào phải nha, đó họ đã cũng rớt vô như vậy thì cái tài sản của họ cũng dần dần nó bị hao mòn đi, mà tài sản làm nó rất là khó khăn. Đó. Trong cuộc đời của chúng ta mình làm mình tích tụ được cái tài sản thì mình nên giữ, mình nên phát phát triển.
không nên để cho nó hao mòn, đúng không? Đó. Cái thứ ba đó là mình làm cái giữa lông mày này, có những bạn á, làm lông mày hình chữ ớ, đẩy cái này lên cao xuống dưới này, gập cái đầu cúi xuống đây, như vậy cái đưa lên đây sẽ xuống như đây, thì nó làm cho cái mối quan hệ giữa những người khác với mình chưa được thuận lợi đó. Mà cái lông mày hình chữ ớ là nó sẽ tạo ra cái mối quan hệ giữa vợ chồng nó dễ sinh ra lục đục. Rồi còn có những bạn là làm rất là đậm đen, đậm đen là nó sẽ tạo ra lông mày phong thủy, phù thủy. Mà anh chị nghĩ đi, phù thủy thì ai ở gần mình, ai chơi với mình, đúng không? Đó. Vì vậy cho nên là những cái lỗi này là lỗi nên tránh khi chúng ta làm lông mày. À, làm lông mày. Anh chị nhớ nha. Vậy thì một cái bộ lông mày đẹp về nhân tướng là một bộ lông mày như thế nào cô Quang? Là một bộ lông mày phải đảm bảo cấu trúc đầu lông mày, giữa lông mày và đuôi lông mày phải được cân xứng hài hòa với nhau và không được phạm vô cung điện trạch. Thứ hai, độ đậm của lông mày nó phải gắn kết với gương mặt và nó sẽ tạo ra phúc khí trên gương mặt. Đã. Thứ ba là lông mày với lại môi, hai cái nó phải tác động hài hòa lẫn nhau, hòa quyện lẫn nhau, không được tách rời riêng ra. Vì vậy cho nên khi mà bên cô Quan làm, người ta gọi là cô Quan gọi là sửa tướng á, sửa tướng lông mày môi á, thì luôn luôn bao giờ cô Quan cũng phải làm lông mày với môi là làm đi chung để nó tạo ra cái sự hài hòa hòa quyện và nó có tán cái sự cân xứng với nhau, nó tạo ra cái tam đình bình ổn. Đó. Vì vậy cho nên anh chị nào mà muốn cô Quan tư vấn lông mày và muốn làm lông mày thì nhớ comment ở bên dưới, và muốn làm lông mày theo đúng nhân tướng nha, đẹp về nhân tướng rồi tạo ra cho mình một cái bộ lông mày lá liễu đẹp á, thì comment ở bên dưới nha.